Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh. Đêm 23 ngày 24 tháng 8 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Ngày trời nắng, gió nam cấp 2. Nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Ngày trời nắng, gió nam cấp 2. Đêm về sáng trời se lạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét. Nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C, độ ẩm trung bình trên 70%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Ngày trời nắng, gió nam cấp 2. Đêm về sáng trời se lạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong nước. Đêm 23 ngày 24 tháng 8 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và có nơi mưa to rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Chiều nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ C. Khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C. Thành phố Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C.